Đây là cây bông tên tiếng Anh là Wisteria, mà tiếng Việt có thể là gọi là hoa tử đăng hay là tử đằng gì đó. Nhưng mà tiếng Anh thì mình biết nó cái tên là Wisteria tại vì mình có cái còn tờ giấy lúc mình mua nó nè, Chinese Wisteria. Cái bông này nó có màu trắng, màu tím và hình như là một cái màu hồng nữa thì phải, nhưng mà mình thích màu này lắm cho nên mình mua hai cây lận, hai cây trồng. Cái cây này có thể trồng thành dạng leo, thành một cái mái che, mái che leo lên á, đẹp dữ lắm. Khi mà nó đã nở bông ra rồi á thì mình thấy toàn là bông thôi à, mình không thấy lá nữa đâu. Khi mà mùa đông thì nó trụ lũi, nó giống như là một cây chết vậy đó. Hồi lúc trước mình, hồi đầu tiên mình khi mình trồng á, mình cứ tưởng là cây của mình chết rồi không à. Thì tới mùa xuân á thì hay lắm, những cái này nè, nó gọi là những cái nụ đó, nó phình ra. Ban đầu thì nó nhỏ xíu 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 à, nhỏ xíu giống vậy à, giống như cái này thôi ha. Xong rồi nó phình bự ra dài xuống thì nó sẽ nở ra thành một cái bông, nó càng lúc nó càng phình bự ra như vậy nè, rồi xong rồi nó dài ra nữa, dài ra. Rồi khi mà nó bự nhất rồi thì nó sẽ treo xuống toàn ten, mà có những cái bông rất là lớn treo dài xuống luôn. Có một cái năm đó cái cây này của mình toàn là bông rủ xuống, thiệt là đẹp. Mình có chụp hình quay phim. Khi mà mình cắt một cái cây cho nó ra đồng đều á, nó đẹp á, cái dáng nó đẹp á, thì mình phải cho nó đều. Nhưng mà bởi vì cái này nó ngay cái trai ngoài nhà mình, chạy xe ra vô đó, nó cọ trúng chiếc xe bị trầy, cho nên mình phải cắt ra một bên ngắn ngủn, một bên kia sát hàng rào thì mình cho nó dài cao lên. Như cái dạng là cây chứ không phải là dạng leo, mình muốn cắt tỉa nó như vậy. Và cây này bây giờ nó cũng hơi có tuổi một chút rồi đó. Mỗi mùa xuân về nhìn cái cây này là mình biết là mùa xuân. Và đây là cái cây thứ hai của mình nè. Cây thứ hai của mình nó nằm ở trong bóng hơi nắng á, nên nó không có phát triển bằng cây đó. Đó, bây giờ mình cũng cắt tỉa cho nó gọn gẽ, bởi vì nó nằm gần cái đường lái xe quá, cái trôi quầy quá. Đây cũng là đã nụ rồi nè. Vậy thôi đó, hôm nay cái đoạn video ngắn này mình đang chỉ nói về cái cây Wisteria của mình thôi ha. Bye. Khi nào bông nở rộ một lần thật đẹp mình sẽ quay nữa. Bây giờ là những ngày đầu tiên mình cũng muốn quay.